Mời quý vị theo dõi chuyên mục giáo dục hướng nghiệp của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Thưa quý vị, vào những ngày Tết cổ truyền của dân tộc, dường như mỗi người sống chậm lại, tĩnh tâm hơn để nâng niu dòng ký ức và hướng về nguồn cội, về những giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp. Đó là việc trang trí, sửa soạn nhà cửa, là tục lệ gói bánh chưng, bánh tét ngày Tết, là thú chơi hoa tao nhã, là bữa cơm tất niên, là lễ đón giao thừa, là tục lệ chúc Tết, mừng tuổi. Ngày nay dù cuộc sống có nhiều thay đổi, dù các nếp xưa có phần bị tác động bởi những tư duy hiện đại, nhưng những nét đẹp văn hóa Tết cổ truyền vẫn được nhiều gia đình gìn giữ. Trong tâm thức của mỗi người dân Việt Nam, Tết Nguyên Đán luôn là khoảng thời gian được trông đợi nhất trong một năm, là dịp để gia đình đoàn tụ, hân hoan đón chào năm mới bên những người thân yêu. Vì vậy, những người con sinh sống làm việc ở phương xa luôn muốn quay về quê hương nguồn cội, nơi có ông bà cha mẹ, để cảm nhận không khí ngày Tết sum vầy. Đặc biệt với những gia đình tam tứ đại đồng đường như gia đình bà Mai Thị Khâm ở khu phố 1 phường 8 thành phố Vũng Tàu, thì ngày Tết đoàn viên càng thêm ý nghĩa. Mùng 1 Tết, ngôi nhà của bà rộn ràng niềm vui sum họp. Con cháu dù ở gần hay xa cũng tề tựu về ngôi nhà nhỏ nơi họ sinh ra lớn lên, thắp nén hương lên bàn thờ tổ tiên và dành những lời chúc tốt đẹp nhất đến với người mẹ, người bà đáng kính. Trong không khí ấm cúng, những phong bao lì xì đỏ thắm được các con cháu trao tay bà như một cách báo hiếu và mừng tuổi trong ngày đầu năm. Niềm vui lớn nhất là tôi mấy đứa con á, mấy đứa con của tôi, con gái 4 đứa là cũng vui của tôi á, còn con trai 2 đứa. Cháu tôi á, nội ngoại gì là 16 đứa. Còn chắc của tôi á là 20 đứa. Còn cháu tôi nó đàng hoàng với tôi hết, đứa nào nó cũng lo cho tôi hết á, tôi cũng thương lắm. Bà Mai Thị Khâm quê Bình Định cùng chồng cho Vũng Tàu lập nghiệp từ trước giải phóng. Vợ chồng bà có 6 người con, 2 trai và 4 gái. Tất cả đều đã lập gia đình, con cháu đầy huề. Từ ngày chồng mất, các con cháu dành tất cả tình cảm yêu thương đến bà. Họ quan niệm dù đi xa tận đâu, giàu sang hay nghèo khó, thì cứ đến Tết đều phải sum họp với mẹ, với bà. Vừa tỏ lòng hiếu thảo, vừa nhắc nhở con cháu phải biết giữ gìn đạo lý của gia đình, không được quên nguồn gốc tổ tiên. Năm nay là về ăn Tết với mẹ, với lại bà cố cũng lớn tuổi rồi đó, cũng tranh thủ về chúc Tết với hai bà cho vui. Nhất là bà cố thì năm nay cũng lớn tuổi rồi, cũng hy vọng là bà cố thiệt nhiều sức khỏe để sống lâu với con cháu, vui vẻ với con cháu. Tết Việt có phần không nhỏ gìn giữ các giá trị văn hóa, gắn kết con cháu với bà mẹ, ông bà tổ tiên. Tết là năm mới, là dịp sum họp, chúc những gì tốt đẹp cho từng thành viên trong gia đình. Đó là nét văn hóa của dân tộc. Bên cạnh đó, với tâm thức hướng về nguồn cội, kỳ vọng tương lai, thì mãi mãi Tết luôn lưu giữ. Trong vài năm trở lại đây, người ta nhận thấy sự quay trở lại với tà áo dài truyền thống vào những ngày Tết cổ truyền. Và phong tục gói bánh chưng, bánh tét ngày Tết được nhiều gia đình duy trì như để gìn giữ hương vị ngày Tết. Trong tâm thức của người Việt, chiếc bánh chưng không đơn thuần là món ăn truyền thống, mà đã trở thành nét văn hóa, thể hiện sự sum họp gia đình, biết ơn trời đất tổ tiên. Với nhiều thế hệ, ký ức về nồi bánh chưng ngày Tết luôn là nỗi nhớ tuổi thơ ngọt ngào nhất. Vì thế, dù sinh sống hay làm ăn ở nơi đâu, vào mỗi dịp Tết, ai nấy đều muốn trở về để được sum họp đoàn tụ gia đình và quây quần bên nồi bánh. Với bà Đinh Thị Thiệm, khu phố 4, phường Phước Trung, thành phố Bà Rịa, dù cuộc sống bận rộn thế nào, thì việc nấu bánh chưng vẫn cần được gìn giữ. Để chiếc bánh chưng sẽ làm rộn ràng hơn không khí ngày Tết cho tất cả mọi người, nhất là giới trẻ. Ngày xưa mình ở quê là lúc còn nhỏ là bố mẹ mình cứ đến ngày Tết là thường thường quây quần vào, cứ 28 Tết là bắt đầu là ngồi trong nhà gói bánh chưng với không khí se se lạnh á, rất là thích. Xong là tranh nhau, mấy em nhỏ này tranh nhau ra trụm củi
ở ngoài quê thì nấu bằng củi, thế nhưng mà rất thích cái không khí đó, cho nên là vào trong đây thì mình muốn là giữ lại cái cổ truyền của cha ông mình ngày xưa, bố mẹ mình, cho nên là mình cứ nối tiếp để có cái không khí ngày Tết của ngày quê hương. Nếu mà trẻ nhỏ má tham gia được vào với lại bố mẹ quây quần với ông bà con cháu để giữ được Tết cổ truyền của cha ông ta ngày xưa, không bị mai một sau này. Cũng chính vì cảm nhận được giá trị của Tết cổ truyền và yêu không khí ấm cúng ngày Tết mà ngày nay vẫn còn rất nhiều gia đình lưu giữ những nét đẹp văn hóa của ngày Tết cổ truyền. Năm nào cũng vậy, Tết đến xuân về, các thành viên trong gia đình chị Võ Thị Anh Đào, khu phố 4, phường Phước Nguyên, thành phố Bà Rịa, đều cùng nhau trang trí lại không gian sống để tạo không khí tươi vui trong ngày xuân mới. Những chậu cây xanh thường ngày được tô điểm bởi hàng chục chiếc lồng đèn đỏ, tượng trưng cho may mắn, bình an. Cành mai vàng rực rỡ, điểm xuyết thêm những chiếc bao lì xì nhỏ xinh. Giữa nhịp sống hiện đại, dường như thực phẩm chế biến sẵn đã trở thành cứu cánh, giúp nhiều phụ nữ có thêm nhiều thời gian để nghỉ ngơi. Tuy nhiên, chị Đào và mẹ của mình, bà Thái Thị Cúc, một người phụ nữ gốc Bắc, vẫn tự tay chăm chút tỉ mỉ những món ăn truyền thống ngày Tết, tự tay gói những chiếc bánh chưng để dâng cúng tổ tiên. Mỗi năm khi mà đến cái Tết cổ truyền thì bắt đầu là ông bà mới là chỉ dẫn cho cùng với con cháu tập trung lại, chỉ cho các con, các cháu làm những cái món, thường là ví dụ như món để dùng Tết như là dưa món này, rồi kiểu hành, rồi thì là cũng làm mứt, rồi làm chè, rồi để cho các con, các cháu là hiểu được cái Tết cổ truyền chúng ta cần làm những gì để các con biết để vật truyền về những cái đời sau này nữa. Năm mà đến ngày Tết là năm nào cũng tổ chức đun gọi bánh chưng để trước nữa để thờ ông bà tổ tiên. Sau nữa thì có chào gia đình dùng ngày Tết là nếu mà không có bánh chưng thì không có rõ đến ngày Tết. Và cái ngày Tết đó là truyền thống của cha ông từ trước đến nay. Tết đến xuân về là sự khởi đầu cho những điều tốt đẹp nhất, hy vọng một năm mới an lành, may mắn, thành công. Gìn giữ những phong tục cổ truyền ngày Tết sẽ làm cho các thế hệ trong gia đình gắn kết với nhau hơn và trân quý những giá trị tốt đẹp của cuộc sống. Thưa quý vị, dù cuộc sống có nhiều thay đổi nhưng nét văn hóa cổ truyền của dân tộc trong dịp Tết vẫn được gìn giữ. Giữ hương vị Tết cổ truyền trong mỗi gia đình cũng là cách giáo dục con cháu hiểu và trân quý hơn những nét đẹp văn hóa được lưu truyền qua nhiều thế hệ. Đó là những trải nghiệm thực tế mà không có trường lớp nào dạy được. À, bao thời gian, đến nay Tết Việt đã có nhiều thay đổi. Người ta quan niệm là nghỉ Tết, chơi Tết chứ không còn là ăn Tết. Đối với nhiều người hiện nay, Tết không hẳn là dịp trở về quê hay ăn Tết tại gia, mà là dịp để thực hiện những chuyến đi du lịch, đi nghỉ trong nước và nước ngoài, khám phá những vùng đất mới, đi lễ cầu may, đi thăm bè bạn nơi xa. Thế nhưng không vì thế, vẻ đẹp Tết cổ truyền mất đi. Giữa cuộc sống hiện đại, giữ hương vị Tết cổ truyền trong mỗi gia đình là cách giúp các bạn trẻ thêm yêu các giá trị truyền thống, phong tục tốt đẹp của dân tộc. Tết đến xuân về, con cháu về quay quần xung quanh bà, chúc bà sống lâu, trăm tuổi, rồi mong bà có sức khỏe để an vui bên con cháu. Đó thì cũng là cái cách để giáo dục con cháu mình lễ nghĩa, hiếu kính, nguồn cội với ông bà, cha mẹ. Cứ Tết đến thì ông bà sẽ kêu bọn em, con cháu về sum họp gia đình để cùng làm, cùng chỉ bảo nhau làm kiệu, làm bánh chưng, thì và dạy cho con cháu biết là truyền thống Tết là cổ truyền là như thế nào. Thì em cũng từ đó mà em biết và em gìn giữ về những cái nét đẹp truyền thống đó. Hiện nay Tết đã đơn giản hơn so với trước đây, nhưng không ít các gia đình vẫn gìn giữ những phong tục cổ truyền ngày Tết. Bởi đây là thời điểm quý báu để gia đình đoàn tụ sau một năm làm việc. Mọi người có thêm thời gian quây quần bên nhau, kể về một năm cũ đã qua và hy vọng một năm mới sung túc. Các thành viên được gắn kết với nhau hơn,
Đặc biệt là các cháu nhỏ cũng rất vui vẻ và háo hức được cùng ông bà, ba mẹ dọn dẹp trang hoàng nhà cửa, cùng làm bánh mứt, gói bánh Tết. Đó là cách các gia đình mong muốn các con cảm nhận được không khí của ngày Tết, tiếp tục giữ gìn truyền thống của gia đình, giữ gìn phong tục tốt đẹp của dân tộc. Trong cả nước ta thì cái tình cảm gia đình với ngày Tết là số 1. Con cái đi làm ăn xa thì cũng ngày Tết cũng tranh thủ về để tạo ra một không khí vui vẻ của gia đình. Nhớ đến tổ tiên ông bà. Khi đã về đó thì cũng tranh thủ làm sao đó để là cái nương cái vườn chưa sạch chưa gọn gàng thì làm cho nó gọn. Và đặc biệt là có một cái là cái tối 30 là có cái họp gia đình để đón giao thừa. Cái họp gia đình là phải làm sao để đưa cái truyền thống vào với cái giáo dục để cho con cháu sau này nó không những nhớ đến tổ tiên ông bà mà nó tiếp tục nó giữ được cái nền nếp. Trong cuộc sống hối hả và những tiện nghi của cuộc sống hiện đại, gìn giữ những phong tục cổ truyền ngày Tết sẽ làm cho các thế hệ trong gia đình gắn kết với nhau hơn và trân quý những giá trị tốt đẹp của cuộc sống. Việc để con trẻ cùng tham gia hoạt động chuẩn bị và vui chơi Tết, đó là những kỷ niệm đáng nhớ khi trưởng thành của trẻ thơ và cũng chính là cách để trẻ tự cảm nhận và ghi nhớ giá trị tốt đẹp trong truyền thống Tết cổ truyền. Quý vị vừa theo dõi chuyên mục giáo dục hướng nghiệp của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Xin thân ái chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý vị vào chương trình kỳ sau.